Xin chào anh chị và các bạn. Tôi Đinh Ngọc đây. Hôm nay là một hành trình đi khám phá những bất động sản ở vùng đất Tây Nguyên của Tôn Đinh Ngọc. Và Tôn Đinh Ngọc chợt nghĩ ra một cái chủ đề. Chủ đề này Tôn Đinh Ngọc nghĩ rằng nó cũng khá là thú vị và nó khá là hợp với lại chúng ta ở cái giai đoạn này. Và cái chủ đề của Tôn Đinh Ngọc muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là cái phân khúc bất động sản nào nó có thể vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng như thế này. Và nếu anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay, hoặc nó hữu ích, hoặc nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Đinh Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Đinh Ngọc và đội ngũ team Pulen góc nhìn đầu tư bất động sản. Thì như anh chị và các bạn cũng biết rằng đối với bất động sản nó sẽ có hai yếu tố. Thứ nhất đó là lãi vốn và thứ hai đó là dòng tiền. Và đối với cái thời kỳ khủng hoảng thì chúng ta quan trọng nhất về cái yếu tố về dòng tiền. Và đầu tiên thì Tôn Đinh Ngọc sẽ điểm qua từng cái loại hình về bất động sản. Đầu tiên thì nó là những cái loại bất động sản nhà phố trung tâm. Thì đối với nhà phố trung tâm thì như chúng ta thấy rằng hiện tại cái xu hướng gọi là kinh doanh online lên ngôi, thì cái vấn đề mặt bằng bị trả lại rất là nhiều, và đặc biệt là ở trong thời kỳ khủng hoảng như thế này thì đối với cái bất động sản nó là nhà phố trung tâm thì nó sẽ cho chúng ta một cái suất sinh lợi trên dòng tiền đâu đó rơi vào khoảng từ 1,5 đến 2,5% trên một năm tính theo cái giá trị hiện tại. Và cái lãi vốn của cái loại hình bất động sản này thì đâu đó nó tăng trưởng trung bình trong cái chiều dài 5 năm 10 năm thì nó có thể rơi vào con số là 15 đến 20%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái loại hình bất động sản có dòng tiền khá là cao và được cam kết của một số chủ đầu tư. Thì chúng ta thấy rằng những cái loại hình như biệt thự biển, condotel, thì gần như biệt thự biển condotel thì có cái mức cam kết lợi nhuận khá là cao, từ 8 đến 10%, thậm chí là cái dự án gọi là Coco Bay của anh Ronaldo quảng cáo thì cam kết lên đến 12%. Nhưng gần như các cái mô hình về condotel thì theo quan sát của Tôn Đinh Ngọc thì đối với những thời kỳ này gần như nó đã tách rồi. Tiếp theo nữa đó là những cái bất động sản có những cái yếu tố dòng tiền, đó là những cái bất động sản đó là kho bãi và những cái kho xưởng vùng ven những cái khu công nghiệp. Thì Tôn Ngọc thấy rằng đối với cái loại hình bất động sản này nó sẽ cho chúng ta một cái mức sinh lợi khá là tốt, đâu đó nó rơi vào từ 7 đến 11%, tùy vào cái giá thành cho thuê và tùy vào cái vị trí cho thuê. Thì đối với những cái loại bất động sản mà kho bãi này thì Tôn Ngọc đánh giá rất là cao, đặc biệt là trong những cái định hướng của chúng ta trong thời kỳ tới, tầm nhìn từ 2023 đến 2045 khi Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa, thì những cái khu công nghiệp, những cái bất động sản vùng ven công nghiệp nó sẽ phát triển rất là nhiều. Và Tôn Ngọc thấy rằng đối với loại bất động sản này thì nó sẽ cho chúng ta đầy đủ hai yếu tố, đó là về lãi vốn và về dòng tiền. Ngoài ra cái vấn đề để vận hành quản lý những cái kho bãi này thì Tôn Ngọc thấy rằng nó cũng khá là đơn giản. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta thấy những cái loại hình về bất động sản có dòng tiền thì những cái dạng như bất động sản đó là những cái căn hộ mini. Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng cái bất động sản căn hộ mini mà nó vừa có những cái vụ cháy ở ngoài Hà Nội thì chúng ta thấy rằng những cái loại hình này thời gian tới sẽ bị kiểm soát nó chặt chẽ hơn. Thì đối với những cái bất động sản mà nó là căn hộ mini thì cũng đâu đó cũng sẽ cho chúng ta cái dòng tiền lên đến từ 7 đến 10%, và tùy vào vị trí, tùy vào nơi và tùy vào cái bất động sản. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu một cái câu chuyện rằng đối với những cái bất động sản mặt tiền đường chính thì đương nhiên người ta sẽ không lấy để làm những căn hộ dịch vụ, và đối với những cái bất động sản đó thì cái tính trên cái vốn đầu tư thì nó sẽ gọi là cái lợi nhuận, cái phần trăm mang về nó cũng khá là thấp. Cao hơn cái mức đó thì nó là hẻm xe hơi. Thì hẻm xe hơi thì đâu đó thông thường cái suất sinh lợi trên dòng tiền thì lên đến 4 đến 5%. Ngoài ra những cái bất động sản đó là không phải là hẻm chơi
Thì đối với những cái bất động sản không phải là hẻm xơ thì nếu mà tính trên cái dòng tiền mang về ở trên cái hiệu quả đầu tư thì khá là cao, có thể lên từ 7 đến 11%. Tuy nhiên những cái bất động sản anh chị em cũng biết rằng nhà mặt phố thì cái tăng trưởng về cái lãi vốn thì nó sẽ tốt nhất, và sau đó là hẻm xơ hơi và sau đó là hẻm không xơ hơi. Mà theo quan điểm của Tô Đình Ngọc thì trong cái thời gian tới thì nó là kỷ nguyên của ô tô, thì tốt nhất là những cái bất động sản mà nó không phải là hẻm xơ hơi thì ở danh mục đầu tư của anh chị và các bạn sẽ hạn chế đầu tư cái loại này, vì thì đó là những cái quan điểm cá nhân của Tô Đình Ngọc. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng cũng có những cái loại bất động sản mà có dòng tiền vô cùng đặc biệt đối với những cái thị trường như bất động sản nông nghiệp của Gia Lai. Thì đối với bất động sản nông nghiệp Gia Lai ở đây hiện tại cho chúng ta một cái dòng tiền là từ 4 đến 10%, và chính những cái bất động sản mà Tô Đình Ngọc đang đầu tư ở đây thì một số cái bất động sản cho Tô Đình Ngọc một cái dòng tiền trung bình nó rơi vào từ 4 đến 11%, và đối với những cái bất động sản nông nghiệp thì nó sẽ Tô Đình Ngọc cũng đương nhiên sẽ lựa chọn những cái bất động sản nó là cây lâu năm và nó có thể là nó có quy hoạch thổ cư để sau này Tô Đình Ngọc có thể có chuyển đổi những cái công năng nữa. Thì đối với những bất động sản đó thì Tô Đình Ngọc đánh giá rằng cái tăng trưởng về lãi vốn nó là một cái con số khá là tốt, Tô Đình Ngọc chỉ dám nói là tốt thôi. Và ở trong cái nội dung video này thì Tô Đình Ngọc chia sẻ dựa trên những cái hiểu biết và những cái cảm nhận của mình. Và Tô Đình Ngọc biết rằng những anh chị đang xem cái video đây, rất là nhiều anh chị đã có những cái kết quả đầu tư thành công và có những cái hiểu biết về những cái thị trường bất động sản riêng mà anh chị và các bạn đang làm. Và nếu anh chị và các bạn thấy rằng những cái mô hình bất động sản dòng tiền nào mà nó có một cái dòng tiền nó tốt và tăng trưởng về lãi vốn nó tốt, thì anh chị và các bạn vui lòng comment xuống để chúng ta có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau. Và nếu như anh chị đang xem video đây thấy cái nội dung tôi đọc chia sẻ là hay hoặc nó hữu ích hoặc nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Tô Đình Ngọc luôn biết ơn anh chị vì hành động đó. Và nếu như anh chị chưa đăng ký kênh YouTube của Tô Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tô Đình Ngọc và đội ngũ team của Lan góc nhìn đầu tư bất động sản. Tô Đình Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.